Rạp chiếu phim người lớn cuối cùng của Paris chật vật trước sự chèn ép của mạng Internet. Tin từ Paris, tại một rạp chiếu phim tồi tàn nằm trong một con đường nhỏ của trung tâm thủ đô Paris, người ta hiện vẫn đang kinh doanh một thứ dịch vụ mà các trang web khiêu dâm ngày nay đã chiếm gần hết thị trường. Đối mặt với sự chèn ép của hàng ngàn trang web khiêu dâm dành cho mọi sở thích, Le Beverly là rạp chiếu phim dành cho người lớn cuối cùng còn hoạt động ở Paris để phục vụ cho một số ít các khách hàng trung thành, những người muốn tìm lại cảm giác hoài cổ. Hiện nay một số bộ phim 35mm của Le Beverly như là Porno Girls đang thu hút được tới 700 khách hàng trong một tuần, với nhiều người trong số họ vẫn còn tiếp tục quay lại nhiều lần sau đó. Chủ của rạp chiếu phim nói trên là ông Maurice LaRouche đã quản lý công việc kinh doanh trong suốt 30 năm và vẫn hồi tưởng về thời hoàng kim của những rạp chiếu phim người lớn, thời kỳ mà đại lộ Grands của Paris mọc lên đầy những rạp phim như vậy. Với sự xuất hiện của Internet và các nội dung khiêu dâm theo yêu cầu, những rạp chiếu phim như là của LaRouche đã bị suy giảm mạnh về số lượng khán giả. Theo LaRouche cho biết, có nhiều khán giả là những người mà ông đã quen biết từ rất lâu và hiện nay họ đang lo lắng về nguy cơ biến mất mãi mãi của Le Beverly. Hiện nay, rạp chiếu phim này còn đang đón khoảng 300 khán giả mỗi tuần và độ tuổi trung bình của họ là khoảng 60. LaRouche bắt đầu sự nghiệp tại các rạp phim chính thống và đã từng tham gia trình chiếu những bộ phim kinh điển như là A Clockwork Orange. Mặc dù mới chỉ xem một vài bộ phim khiêu dâm, thế nhưng vào năm 1982, LaRouche vẫn quyết định mua lại Le Beverly từ người chủ sở hữu cũ và bắt đầu lại sự nghiệp với rạp phim này. Theo LaRouche cho biết, ông đã đến Paris nhờ vào cơ hội và chưa từng cảm thấy hối hận về điều đó. Các bộ phim của Le Beverly được chiếu luân phiên và rạp chiếu phim này thường chỉ bận rộn nhất từ lúc 3 giờ chiều. Mỗi tấm vé xem phim tại Le Beverly có giá là 12 euro, một mức giá khá rẻ và vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi sự lạm phát trong suốt 6 năm qua. Các cuộn phim hiện đang được thay đổi 2 lần một tuần bởi một nhà cung cấp riêng của LaRouche, nơi mà ông hiện đang là khách hàng duy nhất. Theo LaRouche cho biết, rạp chiếu phim này sẽ không còn tương lai nếu như ông quyết định nghỉ hưu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, những khách hàng thân thiết vẫn đang là điều khiến cho ông ngăn lại việc đóng cửa rạp chiếu.